Dạ alo. Alo. Càng đắm mê trên tay em bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá toàn kỷ niệm trước. Alo. Như bị lộn số. Xin lỗi. OK, Khả Như có nói lời gì đầu tiên với khán giả của chương trình OK Lên Xe không ạ? Yeah, xin chào quý vị khán giả của chương trình OK Lên Xe của anh Trương Thế Vinh. Thật sự là em rất là hào hứng. Tại vì không mà điều đầu tiên đó là sự háo hức của em, bởi vì em với anh Vinh chưa bao giờ được mà gặp nhau ở một cái dịp mà hai anh em gặp riêng luôn. Gặp riêng, đúng, đúng. Mặc dù là em với anh Vinh là quay với nhau rất là nhiều lần rồi. Chính xác. Và lại là một cái show mà hai anh em được ngồi kế nhau. Và em tưởng tượng, tự em tưởng tượng nha, là mình sẽ đi vòng đúng không ạ? Đúng, mình đi. Yeah. Em muốn đi đâu anh chở đi, tiện đi đường. Wow. Đi luôn. Wow. Và một cái điều đặc biệt nữa là lâu rồi em không có ngồi kế một người con trai nào mà trên một chiếc xe hết á. Rất lâu rồi, vài năm à, chắc vài năm có. Ghê vậy. Dạ vâng, thật. Vài năm. Dạ, em toàn là ngồi ghế sau, tại vì ở trước là trợ lý, kế bên là quản lý. Em là một người yêu công việc. Ừ. Chứ không phải là vì em không muốn đúng không? À dạ không, do em xui. Do em xui hả? Bây giờ là cái dịp đầu tiên để mà anh em mình coi như là hiểu nhau hơn. Yeah. Show của anh thì cũng đơn giản là mình tâm sự, chia sẻ, trò chuyện rồi vui chơi game với nhau để hiểu nhau hơn thôi. Yeah. Cái game của anh thì đôi khi nó cũng hơi ác chút. Ủa? Ủa mà... anh ơi? Ủa chứ không phải là đi chơi thôi mà có game nữa hả anh? Vậy em chơi nó gì? Chơi chi vậy thôi à? Trời đất ơi, vậy mà em tưởng em nhận được cái mail và quản lý em hỏi là cái có cái show của anh Vinh á, có nhận không? Cái em nói trời, anh Trương Thế Vinh thì cứ nhận thôi, mà cái show thì là đi chơi thôi chứ có gì đâu mà không nhận. Thì nói chung cái trò chơi của anh cũng đơn giản nhẹ nhàng, giúp cho anh cũng như là khán giả sẽ hiểu sâu hơn em một chút. À, hiểu sâu dữ lắm không anh? Sâu dữ lắm không anh? Wow. Tùy em. Em muốn sâu cỡ nào thì là người ta sẽ hiểu gì vậy. Dạ. Rồi. Tâm sự chút nè. Dạ. Gần đây thì anh thấy em phụ sống khá nhiều. Dạ. Đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa rồi thấy dạ. Nhiều lắm. Thì tâm sự chia sẻ công việc gần đây thì sao? Dạ em thuộc dạng này, em tự hào về cái chuyện em siêng năng thôi chứ không có tài năng nhiều lắm đâu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là em thấy mình cũng may mắn là được anh chị thương. Như làm gì cũng rủ cho mình đi làm. Và bản thân em thì em lại không có cắn chọn nhiều. Em thích một cái điều quan trọng đó là ba mẹ em mỗi lần có show thấy có em, ba mẹ em cái đó là động lực mà em xuất hiện. Các bạn đã thấy Khả Như trong vai trò là diễn viên rồi tham gia game show, nhưng mà chắc cũng ít người biết Khả Như là một giám đốc của một công ty điện ảnh nha, công ty đầu tư điện ảnh cũng như là sản xuất Ruby. Nhưng mà thật sự thì cái chương trình cũng như là anh mong muốn là mình có một cái cuộc đi và nó sẽ vui. Chứ không có đơn giản là chỉ tâm sự không thôi. Dạ. Bày cho nên là bày ra một số cái trò chơi thì trong đó có tên gọi là True or Dare. À. Và những câu hỏi này thì đôi khi anh cũng bị hại em ạ. Dạ vâng. Anh thật sự không đọc trước nhiều những câu hỏi này. Anh không biết nhiều. Dạ. Và nhiều khi anh cũng trả lời bậy luôn. Dạ. Ủa hay vậy? Đúng lắm. Cho nên là bây giờ thôi bây giờ anh mời em. Dạ. Ok em. Em trước hả? Không, mình em tôi chơi trước. Ủa, có mình em hả? Nani? Anh đừng đưa. Trò chơi là lên chơi mình em. Đúng rồi, giúp em chơi thôi. Thường xuyên up ảnh và cáp xin thả thính trên Facebook nhưng vì sao Khả Như vẫn ế? Trời ơi, cái này là một câu hỏi đó hả? Anh không biết, anh không có hỏi. Anh có công nhận là những người mà hay thả thính, hay viết này viết nọ là những người ế thật không? Đúng rồi, ế mới thả chứ đang đó, có đó. Bồ và thả nó tán nhưng mà sao? Tại vì em không biết là em thả thính á, nhiều người á, có nghĩa là khi mà ta thả thính á, một người đàn ông họ đọc vô, wow, cái cô này hấp dẫn. Còn em thả thính người ta đọc, người ta thấy hề không à? Đâu, bây giờ em thử thả thính đi, anh sẽ không thấy hề. Rồi, ví dụ, mọi người cứ hỏi em là sao cứ mãi một mình. Thì em trả lời á, chứ nửa mình sống sao má. I am the one, the way your time, don't need...
em hề thiệt mà nhớ. Chứ em viết như vậy đó, thì đó cũng là thả thính đó. Thính của em thì cái đó nó vừa thính vừa miếng luôn á em quăng. Là... còn hoặc là mọi người cứ hỏi em là tại sao không kết hôn đi, thì em nói là đâu tụi bay lấy tao thử coi. Em đổi mút người ta quá. Ok. Đó. Nó có những cái câu như là đôi khi muốn giả làm gà xem là anh thịt hay là anh xê anh sơi léo lẹo léo lẹo léo lẹo léo lẹo. Em thấy đó giống như anh nghe đó, anh có thấy hấp dẫn và anh muốn tìm hiểu em không? Thật sự nha, là nó cho anh cảm thấy cảm giác là rất là thú vị ấy. Kiểu là cái cô gái này nếu mà mình mà quen cổ thì chắc là khó mà buồn. Dạ, đúng rồi, khó buồn nha, khó buồn lắm. Đúng, và sẽ phải hả miệng liên tục tại vì ủa hoài luôn. Hả là sao? Cái gì vậy? Là em đổi mút người ta hoài. Dạ. Không, cái này không làm cho em ế mà sao em ế kỳ. Là em ế là kém. Do, không, do ăn ở Lê Dương Bảo Lâm nói em là kiếp này coi như bỏ, hẹn kiếp sau. Kiếp này coi như bỏ, hẹn kiếp sau. Anh cũng chịu không nổi luôn. Là em đó. Ok. Là em đó. Đây, bạn đã cắt được bao nhiêu mái đầu trong mùa dịch? Bao nhiêu mái đầu, bao nhiêu mái đầu, bao nhiêu mái đầu, bao nhiêu mái đầu, đếm không hết. Nó nhiều lắm. Đếm không hết là bị phạt đó. Không, không nhớ nổi, khoảng 60. Khoảng 60. Em cắt cho ai dữ vậy? Em cắt cho bác sĩ á. À, sorry, cái này anh không có follow ạ. À, có nghĩa là em là tình nguyện viên đi cắt tóc cho những cái bác sĩ ở làm... bệnh viện dã chiến. Wow, lợi hại á. Cuối cùng tự nhiên là giờ em có thêm một cái nghề tay đúng trái. Đúng rồi. Cần thiết là mở tiệm luôn. Dạ không dám, vừa vừa thôi, cắt chơi thôi. Không, nhưng mà ví dụ như em là chỉ cần em nâng cấp em lên khoảng một khóa nhà nhà nó là mở tiệm. Mà cái đó tiệm. Cũng là cái em thích nữa, nên em rất là enjoy với nó. Yeah. Hay quá ha. Dạ. Tính ra là đi làm từ thiện giúp người ta xong mình tự giúp mình một nghề luôn. Có thêm một cái nghề. Ồ hay ha. Dạ hay. Trả lời được rồi. Chưa chưa. Ủa chưa. Không, không. Em không nhớ nhiều quá đó. Thôi mình phạt cái vui đi em. Rồi bây giờ cho em một cái lựa chọn là em bị hình phạt là bây giờ em phải livestream bán hàng. Bán một bộ đồ bộ. Chỉ cần quay trên đây thôi, không cần phải quay điện thoại. Dạ. Yeah. Đó. Và cái bộ đồ bộ này á, nó rất là đặc biệt. Dạ. Yeah. Rất đặc biệt. Ừ. Tại vì ủa có đồ bộ luôn. Trời ơi. Ủa chứ trời. Rất đặc biệt bởi vì có một người nổi tiếng đã mặc nó rồi. Dạ. Yeah. Đó chính là Châu Đăng Khoa. Mặc quay TikTok rồi. Trong chương trình này luôn. Trời ơi. Cho nên là tụi anh nói đây là một cái bộ rất đặc biệt. Đó, thông tin là như vậy. Rồi. Rồi, ok. Ok. Em bắt đầu chưa? Rồi, 2, 3. Ôi mọi người ơi, chào mọi người. Chia sẻ livestream cho Như nha. Chia sẻ nha, hôm nay mẹ sẽ giới thiệu với mọi người một mặt hàng tuyệt vời, thật sự tuyệt vời luôn. Mọi người biết trong trong cuộc đời này á, cái bao tử nếu mà mình đói á, thì mình có thể ăn cho nó no. Nếu như mà mình khát thì mình có thể uống nước cho nó đỡ khát. Nhưng mà nếu như mà mình ở nhà mà không làm gì hết thì đừng bao giờ để cho bản thân mình buồn bã cả. Bạn biết không, trong cuộc sống này nếu như bạn đi ra đường mà có thể mặc bộ đồ đẹp thì tại sao ở trong nhà bạn không thể mặc đồ đẹp? Hãy chọn cho mình bộ đồ thoải mái, bạn sẽ có tâm lý thoải mái hơn. Ngủ không phải là cách để cho con người ta thoải mái mà là mặc bộ đồ đẹp để ngủ mới là thoải mái. Thì hôm nay mọi người ơi, đây rừng hoàng đẹp những hoa màu tím chuyên tinh tại tím thôi. Đây là bộ đồ mà đối với mèo, đó là bộ đồ bông sim tím đó, tím cả dòng sông. Cái chất liệu nó mát như là mình đang ở băng đăng gì đó mọi người, nó mát lạnh luôn. Ví dụ như trong phòng của bạn không có máy lạnh, bạn mở quạt thôi thì bạn ơi nó lòn vô cái ống quần, nó mát ơi là nó mát, vải nó mỏng nó mát. Cho em xin giá chị ơi. Giá hả? 150 bộ nha. 150 thôi, 150 một bộ thôi, rất rẻ luôn á mọi người. 150 ăn có 2-3 tô 4 là hết. Nhưng bộ đồ này mặc cả đời. Chỉ bỏ 150 thôi, mặc cả đời mọi người ơi. Ok. Ok, then share. Chịu đúng không? Chịu. Vô. Dạ. Thêm cái đó.
Nhiều giỏi quá. Câu tiếp theo. Theo bạn, show truyền hình nào ở Việt Nam khiến bạn cảm thấy chán ghét nhất? Chán ghét nhất. Chán ghét nhất. Show truyền hình hả? Show truyền hình hay là chương trình truyền hình? Nếu anh nghĩ, như anh nghĩ nó như nhau nhỉ. Show. Ví dụ như cái show á, thì nó sẽ là cái sự, là cái sự biểu diễn tương tác. Còn nếu như chương trình truyền hình nó là thông tin, nó maybe nó có thể là một chương trình, một đưa tin hay này nọ. Sao cũng được. Vậy thì bây giờ mình em chọn luôn, cho em chọn luôn. Dạ em không có dám trả lời con này nên anh cứ cho em đưa thử. Dạ. Ê, đúng rồi đó. Anh dám trả lời không? Anh cũng không. Dạ, đi đâu? Em thấy video chương trình anh hay không? Hay hài lắm nha. Trời ơi, em trả lời các em đi xa luôn. Không có, đợi với em. Chương trình truyền hình hay show truyền hình rất phù hợp với tất cả mọi người và rất cần thiết. Ok, dạ, yeah, chương trình cũng sẽ tặng cho em một cái bổ ích nữa. Là bây giờ để coi, mình bước xuống đường mình mượn của một người lạ 20 ngàn. Ôi má ơi, anh ơi, cái mùa này mà em đeo khẩu trang rồi ai cho em mượn anh. Mà cái khu này nó vắng còn hơn chùa Bà Đanh nữa anh. A few moments later. Em trở lại đây. Wow, lợi hại. Thấy không, ra ai cũng biết cả Như đúng không? Em thấy hai bạn nó chạy quá trời chạy luôn. Thấy em hai bạn chạy kiểu giống như sấn sổ chưa á. Còn cái anh nãy thấy thương lắm. Sao? Xin lỗi nha, không có 20 mà kiểu giống như em sẽ chết tới nơi. Ok, cả Như đã vượt qua thử thách một cách rất nhanh chóng. Tuyệt vời. Yeah. Ok, let's see. Ok, như vậy là thử thách đầu tiên của chương trình dành cho Khải Như. À, có vẻ là bạn đã sao ta? 1 2 3 4. Hình như là phạt 3 lần. Dạ. Yeah. Và đúng 4 lần. Dạ. Yeah. Ok, vậy là em vượt qua. Hay á hả? Vậy là hay á hả? Vui. Không, cái này gọi là kiếp nạn nha. Dạ. Chứ không phải là thử thách nha. Nếu vậy thì bây giờ là kiếp nạn sẽ được nâng lên thêm một bậc nữa. Tiếp theo sẽ là một cái bản nâng cấp, bởi vì là em sẽ phải trời, đột nhập vô nhà ai đó hả? Trời, cái chương trình gì mà đẩy em vào con đường tội phạm nha. Ai mà làm vậy? Bây giờ cũng là câu hỏi thôi, nhưng mà là em sẽ phải trả lời nhanh trong vòng 5 giây. Dạ. Nếu như mà không kịp thì là sẽ bị phạt. Nữa hả? Phạt với em. Đây. Are you ready? Yeah, I'm ready. Ok. Đầu tiên nè. Dạ. Kể tên ba con mèo trên màn ảnh mà bạn biết. Mèo 5, Jerry, mèo Kitty, 3, mèo Doraemon. 2, 1. Con mèo Jerry là con mèo nào anh không biết? Con mèo Tom. Mèo Tom. Mèo Tom chứ con không có con mèo Jerry. Con mèo trong phim Jerry đâu. Tom and Jerry. Con mèo giống Jerry đó. Tức quá. Trời rồi. Ơi. Ok, hình phạt nào. Tự bắn vào mặt mình hả anh? Dạ.
Đàn em coi. Dạ. Em sai là anh bắn em, mà em đúng là em bắn anh đó. Em có sợ bị trôi mấy cút không? Không? Dạ không. Không đúng không? Thôi để anh bắn. Trời ơi. Thiệt á, nhiều khi anh cũng ngại ghê luôn á trời. Mời người ta lên xe mình đã khó rồi, chạy đi bắn súng nước người ta. Trời ơi, à. Có khi nào hồi bước xuống xe em chèm nhẹp không anh? Rồi, tiếp nha. Dạ. Em muốn em bắn với cái lũ đài của anh. Ok, em muốn bắn rồi em bắn. Ba cách để làm người yêu nổi điên theo mình. Nhõng nhẽo. 5. Không biết ăn gì. 4. Và ngủ trễ, trễ hẹn. Em cho dư luôn. Hay cầm ràm. Okay. Anh làm gì? Anh làm gì anh níu đuối vậy? Không có, anh bị kiểu. Ok, bắn đang yêu rồi. Chưa? Dạ, ok. Trời, đánh gì mới hay chứ. Rồi, được lắm. Tiếp nha. Kể tên ba cái tên trong showbiz đã ăn trực của bạn rất là nhiều. Chuồn, Ngô Kiến Quỳ, Duy Khánh. Không cần nói nhiều. Sao á, thiệt á. Trong kho tàng văn học Việt Nam, tác phẩm nào có cây xà nu? 5. Rừng xà nu. Ủa anh? Anh sao á? Bắn đi. Em bắn thẳng vô mặt anh đi. Em bắn rồi thôi, em không bắn vô mặt. Em sẽ bắn cổ áo anh cho nó thấm từ 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 từ. Ok. Rồi, tiếp nè. Dạ. Thì Nở đưa bát cháo hành cho Chí Phèo. Ừ. Hỏi bát cháo đó là cháo trắng hay cháo thịt bằm? Cháo hành. Dẹp mẹ đi. 5. 4. Cháo trắng. 3. Cháo hành, nó là bát cháo hành. Nó không phải là cháo trắng mà nó là cháo hành. Cháo nấu với hành. Đi đi, nhờ em. Làm sao có cháo thịt bằm, đâu có thịt. Xin lỗi anh, khách mời trả lời đúng rồi. Em bắt đi, ok. Thì cái anh này... đó, anh ngồi yên đi. Sao á? Rồi, khách mời tập này nhờ sự hỗ trợ của biên tập đã vượt qua một cách xuất sắc. Tôi không còn gì để nói. Hey. Tôi hết lời nói. Ok. Cái này là tôi nói thiệt với ngày hôm nay đó nha. Dạ. Bé biên tập này nó quý em, nó thích em dữ em hay sao á. Trò nào cũng thuộc giống như là sở trường của em. Không phải sở trường đâu anh, tại em hên thôi. Không. Bây câu giờ... hỏi chưa bao giờ dễ như vậy. Thiệt không? Thiệt. Sao á, có cái gì với em á? Không có cái gì hết. Nó quý em sao á? Không có. Bây giờ anh... Bây giờ cái trò thứ ba anh đưa trò lô tô. Anh có biết chơi đâu. Ôi thật hạnh phúc. Số gì đây, số gì đây, cờ ra con mấy, con mấy gì ra. Đó là bây giờ anh với em đối đáp lô tô. Dạ. Có nghĩa là bây giờ người kia ra cái số thì mình phải đối được. Dạ. Hát cái câu gì đó mà anh không biết. Nó hát không, anh không có biết chơi cái này. Ủa anh ơi. Giờ đó, bây giờ ok. Anh hôm nay sẽ chơi với em lần đầu tiên. Dạ. Hy vọng cũng là lần cuối cùng. Ok, mời em trước. Ủa? À, thì em muốn cho số hay em muốn kêu? Ừ. Số gì đây, cờ ra con mấy gì ra. Bà con ơi, ra đây mà coi. Con cá thòi lòi no bò lên bờ, hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Giống như bà Tám, con số Tám. Là bây giờ anh phải tám mà, hay là anh con số khác? Anh con số khác cũng được, anh khác bài gì mà có số là được rồi. Đủ 5 số thì mình kinh. Sao ta? Anh cứ hát thôi, rồi nó có chữ thì anh nhét vô. À rồi, ok. Dạ. Mạnh mẽ lên. Tháng 6 trời mưa không dứt, trời không mưa. Anh cũng lại trời mưa, anh lại trời mưa. Răng kính đường về vì bên em.
Thôi bắn đi. Tiếp không à? Tiếp, vô. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mưa xin mình bên lâu, suốt đời tình thắm sâu. Còn số sau? Số sau tôi không có giấu rồi. Ủa, đâu tôi nói anh vậy đó, anh sờ là sáu đó anh. Sáu gì đó hả? Dạ. Rồi anh quen chưa? Rồi. Ok. Đêm vũ trường anh đón em, mình ném vào nhau dưới hoa đèn màu. Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, ngồi nơi vũ trường. Trời ơi, vũ trường. Vũ trường có anh đây, con số 7. Đi theo em mấy lần phố mưa, mưa bay theo em áo dài đón đưa. Lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ. Ai đi theo em mấy chiều phố xa, hương hoa bay bay lối về thì tha. Lòng tựa là hoa. Ủa anh ơi, em ơi anh bắn em đi em hết biết. Ủa sao kỳ vậy ta? Khá như là bí chỗ này à? À, đi làm đúng không? Đây, thời anh tới rồi. Từng hạt mưa rơi khi tách bên hiên nhà, lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờ. Mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Con số 3. Dữ vậy. À, đúng rồi, ok, một bài hát quen thuộc của các đàn ô tô người ta sẽ hay hát. Như sẽ hát lại để cho mọi người cùng nghe. Sao gì đây, sao gì đây, cơ ra con mấy cùng mấy gì ra. Từ thiên đại thánh đại nao thiên cung, bị đứt dây thông tục dạy cho con số 4. Cái này mới gọi là lô tô nè. Đúng rồi đó. Chứ còn cái kia là hát để mà suy chữ là không đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Rồi, như vậy là Khả Như đã chiến thắng trong lần thử thách này. Dạ, nãy giờ em và... chưa bao giờ thua luôn á. Đúng, và em sẽ được nhận một phần thưởng từ chương trình. Sợ quá vậy. Hả? Em không nhận thưởng đâu. Phải chữ thôi à. Có gì đâu. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt, không có. Em sợ con thằng Lằng á. Không có thằng Lằng đâu. Có thằng Lằng không? Thiệt không? Chữ gì vậy? Em sợ thiệt á. Hết rồi. Phần quà tẩy trang quay TikTok. Trời ơi, tẩy trang. Trời, các người điên rồi. Tẩy trang. Tẩy trang. Ôi, tẩy trang rồi lên. À, thì ra lúc đầu là đưa cho anh cái này là có ý rồi, anh không hiểu bây giờ. Yeah. Các bạn biết không, khi mà mình make up xong á, nhìn em lần cuối đi. Em ơi có nghe chẳng tiếng gì. Em ơi chị sẽ tẩy trang lớp nền, có má hồng Hàn Quốc mà chị đánh nửa tiếng mới được cái má hồng này. Nè tôi tẩy trang thiệt nha mọi người. Không đùa đâu. Anh xác minh nha. Và sau đó sẽ lau sạch mặt mày của mình. Em khóc vậy Như. Anh ơi, em về em in friend Facebook anh. Sao vậy Như? Tại vì em nghĩ em có bạn với anh em mới nhận chương trình này. Em quý anh mà.
Xong. Dạ. Yeah. Rồi, tuyệt vời. Ok. Anh chở em về liền, em không chơi nữa. Rồi bây giờ thì quá đủ rồi. Yeah, thì có anh cũng nói như đó à. Ủa hết rồi đó. Ủa hết rồi hả? Chương trình anh tới đây thôi mà. Wow, thay vì về nhà tẩy trang thì sao chương trình tẩy trang ngay trên xe? Anh đổi chương trình đi. Chương trình lên gì? Xe tẩy trang. Lên xe tẩy trang à. BB lần trước là được make up trên xe. Dạ. Yeah. Đi qua mấy ổ gà rồi này kia. Em giờ tẩy trang. Cũng khỏe. Khỏe ha. Mát mẻ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của hai anh em tụi tôi nãy giờ. Và qua đây thì đầu tiên là anh phải cảm ơn Như đến đây. Yeah. Hết mình với anh. Yeah. Vui vẻ chia sẻ cũng như là anh em mình đã cùng nhau có một cái nhịp rất là deep khúc đầu, nói về cái quá trình mà mình ế lâu năm. Anh cũng nhận định được một vài cái nhờ sự chia sẻ của em. Như có muốn nói gì với mọi người không? Dạ có. Như cảm ơn mọi người đã xem đến phút này, thì chắc chắn phải cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem show ngày hôm nay. Mèo cảm thấy rất vui vì đây là cái cơ hội anh Vinh chia sẻ thiệt với mọi người. Anh Vinh là một người mèo rất tò mò về anh Vinh. Tại vì quay rất là nhiều nhưng mà hai anh em chưa bao giờ nói chuyện, hay là chưa bao giờ nhắn tin, hay là nó chỉ có một lần duy nhất là mèo nhắn tin về cái show của anh Vinh là Running Man thôi. Ngoài ra là hai anh em không có nói chuyện nhiều. Mèo rất tò mò, mèo không biết anh Vinh là một người như thế nào. Thì hôm nay lên xe thì thấy anh Vinh rất là dễ thương và mèo cũng cảm thấy vui, và hy vọng là mọi người xem chương trình này thấy vui thì sẽ ủng hộ anh Vinh hoài để có nhiều số nữa. Yeah, thank you Như. Yeah. Nếu như các bạn cảm thấy tập ngày hôm nay thú vị thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và nếu như đây lần đầu các bạn đang xem chương trình OK Lên Xe thì hãy bấm subscribe và bật chuông lên để chương trình có thể thông báo tới các bạn những tập tiếp theo nhé.